Ngày 15 tháng 1, đại diện thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh thông tin một TikToker chia sẻ lên mạng xã hội về việc đi ăn tại quán phở nhưng bị đuổi vì ngồi xe lăn. Theo bài viết được đăng tải, nam thanh niên tên VML đã bị đuổi khỏi quán ăn 2 lần vì ngồi xe lăn. Anh L cho biết, vào ngày 12 tháng 1, anh cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội. Khi bạn anh nhờ nhân viên bê anh lên bậc tam cấp thì bị từ chối với câu trả lời quán không phục vụ người ngồi xe lăn. Tiếp đó anh đến quán phở thứ hai, đây cũng là quán quen anh L thường ăn, thì tiếp tục bị chủ quán tỏ thái độ không tiếp đón. Chứng kiến vụ việc, một vài vị khách du lịch người nước ngoài đã lại gần an ủi. Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận về sự quan tâm từ người dùng mạng. Nhiều người bức xúc trước hành động của hai quán phở khi có thái độ phân biệt đối xử. Đại diện quán phở thứ hai cho biết, bài đăng trên mạng xã hội có phần không đúng bản chất vụ việc. Đúng cái xe lăn ở đây nó ngồi ở bên cạnh tôi đã ăn, thì tôi bảo cháu ngồi bên kia, cháu uống nước có phải ngồi nó rộng rãi bao nhiêu không? Thì là vừa, tức là vừa xe vừa người, lại uống nước rồi luôn. Tôi có nói thế, còn vào đây thì nó chật quá, chứ có phải tôi đuổi nó đâu. Nhưng mà nhân viên nó vẫn bê, xe cho nó vào tận đây. Người này xác nhận anh L là khách quen, thường đến ăn phở vào buổi tối. Thời điểm anh L và bạn gái đến quán trời mưa, lối vào nhỏ, nên người bán đã mời hai người ngồi ở quán cà phê đối diện để cho nhân viên bê phở sang. Tuy nhiên hai người vẫn quyết định ngồi lại quán, cạnh khu vực cân thịt gà, gây khó khăn cho việc bán hàng. Người này cho rằng bài đăng trên mạng xã hội ám chỉ quán miệt thị là không đúng. Chủ quán khẳng định không dùng lời lẽ thô tục để đuổi khách, đặc biệt với người khuyết tật. Sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã vào cuộc xác minh làm rõ.